năm thì có 365 ngày và trong hành trình 365 ngày ấy ắt hẳn sẽ có một ngày thật đặc biệt dành cho mọi con người chúng ta, và hôm nay là ngày 17 tháng 1. ប្រកបដោយមហានិកតិប្រកបដោយសេរីសុស្ដីជាមង្គលហើយក៏ជាមន្តការដែលសំខាន់បំផុតរបស់ពុទ្ធសាសនាទាំងប្រកបពីនេះឯងបាទ Vâng, và kính thưa quý vị và khách, hôm nay gia đình rất vui và hạnh phúc khi có sự tham dự đông đủ của tổng thể quý vị và khách tại không ngừng ngày đường phố xa xôi. Tất tiếp thời gian ngày học của mình để đến đây tham dự với niềm vui chung của gia đình. Và để cảm ơn những tình cảm chân thành quý báu của tổng thể quý vị và khách sau đây, chúng tôi xin trân trọng kính mời anh dân là bà của bé Sonita sẽ có đôi lời phát biểu như sau. Bắt đầu trong ca phê đi ai, trong cửa xa, trong tên của Sonita, hiện khác đi khi nhận lặng bên đề bàn yêu, kết thể yêu tập óc thật phòng là các công tư liền đồng bên đồng. ក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំបាទសូមតំណាងឲ្យអ្នកទាំងពីរសូមបាទជួយជាសេចក្ដីសុខសុស្ដីសុខសាន្តសុខភាពមង្គលនៅក្នុងអាកាសមានជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់បាទ បាទតាមអំពីនិយាយប្រទាំងផងហើយបានឡើងចុះតែដឹកមួយហើយ Oh.